Thưa quý vị, rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Vui được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus đang gây nên. Bệnh thường kéo dài tới 9 ngày trở lên, tàn phá sức khỏe và dễ chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu nhận biết sớm sốt xuất huyết và can thiệp ngay sẽ giúp nhanh chóng cắt sốt, giảm nhẹ triệu chứng, giảm mức độ xuất huyết, giảm nguy hiểm và giúp cho bệnh nhanh khỏi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giải pháp này với phần chia sẻ của chuyên gia vũ văn lực à, xin uh, kính chào quý vị khán giả à, xin chào chị uh, mỹ vân thưa bác sĩ xuất xuất huyết là một loại dịch bệnh bùng phát hàng năm điều nguy hiểm nhất là xuất xuất huyết thì chưa có vaccine phòng bệnh cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên khi mắc bệnh thì uh, chỉ uh, điều trị triệu chứng và diễn tiến của bệnh khá dài với các triệu chứng là rầm rộ bệnh dễ chuyển nặng và gây biến chứng rất nguy hiểm vậy thì thưa chuyên gia bệnh sốt xuất huyết thì có những cái triệu chứng như thế nào để có thể phân biệt được với các loại sốt do virus khác và diễn biến của bệnh như thế nào cũng như cách điều trị ra sao ạ à, dạ vâng bệnh sốt xuất huyết thì là một bệnh truyền uh, nhiễm cấp tính uh, do một loại virus có tên là đanh gây ra cái triệu chứng của bệnh sốt huyết ấy thì um, diễn ra là khá là rầm rộ với biểu hiện như là sốt cao đột ngột này rồi thậm chí có người sốt cao 39-40 độ rồi kèm theo là rét run rồi ớn lạnh này rồi đau đầu đau người đau cơ sau đó vài ngày xuất hiện các cái ban sốt huyết trên da thì tùy theo mức độ mà cái ban sốt huyết này nó có thể là khu trú một vài vùng như cơ thể nhưng cũng có thể có trường hợp nặng là có thể là ban sốt huyết diễn xảy ra ở toàn thân À, sau giai đoạn ba xuất huyết này thì có thể có các cái xuất uh, huyết ở uh, niêm mạc chẳng hạn như là chảy máu cam rồi chảy máu chân răng rồi xuất huyết tiêu hóa và những trường hợp nặng có thể gây ra những cái biến chứng nặng như là chấn định bằng phổi chấn định bằng tim rồi um, thậm chí là tổn thương gan thận gây ra suy gan cấp rồi suy thận cấp uh, thậm chí là tổn thương não uh, gây ra biến chứng ở não rất là nguy hiểm thế thì đấy là uh, những cái triệu chứng uh, có thể gặp ở bệnh sốt huyết. Cái bệnh sốt huyết này thì nó cũng hơi khác so với cái sốt mà do các loại virus khác gây ra à, chẳng hạn như là đối với những cái bệnh à, do virus gây viêm đường hô hấp cấp gây ra ấy, thì các cái triệu chứng nó cũng có sốt cao đột ngột này à, cũng có đau đầu cũng có mệt mỏi cũng có rát run ớn lạnh nhưng mà những cái bệnh sốt do các cái virus gây viêm đường hô hấp cấp gây ra thì thường có kèm theo các triệu chứng của đường hô hấp à, chẳng hạn như là có cái hội chứng là viêm long đường hấp như là à, ho này rồi hát hơi này sổ mũi chảy nước mũi này nghẹt mũi này rồi có thể là có thở khò khe này rồi khó thở. Thế còn đối với sốt huyết ấy, thì có sốt cao, ớn lạnh nhưng mà không có triệu chứng của đường hô hấp và đối với sốt huyết thì thường có các cái ban sốt huyết trên da. Thế rồi hay là có sốt huyết ở liêm mạc như là chảy máu can, chảy máu chân răng. Và về diễn biến thì cái sốt huyết thì ban đầu thì nó nhẹ hơn nhưng mà sau ngày thứ ba trở đi tức là giai đoạn nặng thì nó diễn ra từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy. À, còn đối với các các bệnh mà nhiễm virus viêm đường hô hấp cấp ấy thì um, bệnh diễn biến thì dầm độ trong vòng 3 ngày đầu thôi và từ uh, sau ngày thứ ba ngày thứ năm thì bệnh thường lui lui dần và có thể là khỏi sau 5 đến 7 ngày Thế về cái nguyên tắc điều trị sốt huyết chúng ta phải lưu ý rằng là đối với sốt huyết ấy, thì mặc dù là có biến chứng nặng như vậy nhưng mà chủ yếu chúng ta điều trị uh, tại nhà có sự giám sát của y tế cơ sở thì đấy là uh, biện pháp là uh, tốt nhất và điều trị thì cũng chỉ là điều trị triệu chứng thôi và cái thuốc cơ bản để điều trị sốt huyết đó là chúng ta dùng cái thuốc hạ sốt giảm đau À, dùng cái bù nước điện giải mà điển hình ở đây đó là dùng ozone bên cạnh cái điều trị triệu chứng đấy thì biện pháp mà lưng cao sức đề kháng cũng rất là quan trọng Thế thì trong cái bệnh sốt huyết ấy, thì nó đặc biệt là nguy hiểm đối với các đối tượng mà có sức đề kháng yếu, chẳng hạn như đối tượng là trẻ em này, phụ nữ mang thai này, hay người trung niên, cao tuổi, thế rồi người có bệnh nền như là bệnh tăng huyết áp, người tiểu đường này, rối loạn chuyển hóa lipid máu này, hay là mắc bệnh ung thư thì những đối tượng có sức đề kháng yếu như vậy thì khi mà nhiễm sốt huyết ấy, thì có nguy cơ biến chứng nặng rất là cao và vì vậy chúng ta khi mà điều trị ở những đối tượng này chúng ta hết sức lưu ý là chúng ta phải điều trị sớm là một là nhưng mà đồng thời cũng phải sử dụng sớm các cái uh, những cái thuốc hoặc là những cái sản phẩm mà có tác dụng là tăng cường sức đề kháng như chuyên gia vừa chia sẻ thì việc phát hiện sớm cũng như là can thiệp sớm và đúng cách thì sẽ giúp cho bệnh sốt xuất huyết cũng như là các bệnh sốt do virus khác uh, nhanh cắt cơn sốt này giảm sốt huyết giảm nguy hiểm và nhanh khỏi bệnh vậy thì cách điều trị sớm và đúng cách là như thế nào ạ thưa chuyên gia À, như tôi đã nói thì việc mà điều trị sớm nó có vai trò rất là quan trọng không riêng thì xuất huyết và ngay cả các bệnh nhiễm các loại virus khác nữa bởi vì sao bởi vì khi mà chúng ta điều trị sớm mà tốt nhất là trong vòng 3 ngày đầu bởi vì ba cái giai đoạn này là virus của nó chưa nhân lên nhiều, mặc dù nó xâm nhập vào cơ thể rồi, nó xâm nhập vào tế bào chủ rồi, nhưng mà do cái số lượng virus nó chưa nhân lên nhiều và chúng ta sử dụng thuốc và các cái sản phẩm giúp nâng cao thể kháng giai đoạn này thì nó sẽ giúp cho thứ nhất là cải thiện triệu chứng, cái thứ hai là nó ức chế sự phát triển của virus. vì vậy mà nó sẽ làm giảm được cái triệu chứng nặng, rồi giảm được cái tình trạng sốt huyết và nó giảm được cái diễn biến nặng của bệnh, thế rồi nhanh khỏi bệnh và giảm nguy cơ nhập viện ngoài cái việc việc mà nó làm giảm cái triệu chứng rồi nhanh khỏi bệnh ra thì điều trị sớm nó có tác dụng là chúng ta dự uh, phòng được cái bệnh đấy tốt hơn chẳng hạn như khi chúng ta biết một đối tượng là bị nhiễm thì chúng ta điều trị sớm như vậy thì cũng là vừa là để điều trị nhưng vừa cũng này để giúp nó phòng bệnh nó lây lan cho người thân và lây lan cho cộng đồng nữa thì đấy như vậy phải nói rằng điều trị sớm nó có tác dụng rất là tốt cũng như trong phóng sự vừa rồi thì bệnh nhân thứ nhất bị sốt xuất huyết rất là nặng từ triệu chứng cho tới tình trạng xuất huyết bị biến chứng phải nhập viện điều trị gây ảnh hưởng tới sức khỏe và rất tốn kém. Nhưng trong khi đó thì bệnh nhân thứ hai chỉ bị triệu chứng nhẹ và không có biến chứng và sau đó thì đã khỏi chỉ trong vòng có 3 ngày thôi. Vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt này ạ? À vâng, đây là hai trường hợp mà cũng khá điển hình và cũng có thể gặp rất nhiều trong thực tế. Thì đó là sự khác biệt ở đây đó là chúng ta điều trị sớm và thứ hai là chúng ta sử dụng cái cái sản phẩm giúp nâng cao sức đề kháng sớm ngay từ đầu thế thì việc mà nâng cao sức đề kháng sớm này thì tôi phải nhấn mạnh rằng là chúng ta phải phải sử dụng sớm ngay từ khi có triệu chứng đầu tiên chứ chưa đợi đến khi mà có kết quả xét nghiệm à, bởi vì là khi mà đợi có kết quả xét nghiệm thường mất vài ngày thì chúng ta mới có kết quả và lúc đó khi cho nó xác định được rồi mà điều trị thì lúc đó nó đã muộn mất rồi à, các cái triệu chứng nó đã rầm rộ rồi thì việc mà điều trị nó rất là mất thời gian à, cái trường hợp thứ hai này thì như tôi đã nói là nhờ có sử dụng cái sản phẩm giúp nâng cao sức đề kháng sớm thì cái sản phẩm nâng cao sức đề kháng này có chứa các cái thành phần hoàn toàn từ thảo dược như là thanh nhau hoa vàng, rồi xuyên tâm liên, đinh hương, hoàng cầm, xài hồ thì đã được nghiên cứu và phát triển bởi viện công nghệ sinh học thuộc viện lâm khoa học công nghệ Việt Nam và đã được nghiên cứu chứng minh uh, tác dụng giúp nâng cao sức đề kháng một cách toàn diện, rồi giúp kích hoạt được cả cái đại ứng miễn dịch dịch thể và đại ứng miễn dịch qua trung gian tế bào, rồi ngoài ra nó còn có tác dụng là kháng khuẩn, kháng virus, rồi ức chế sự phát triển của virus thế rồi nó còn giảm được một số triệu chứng của bệnh sốt huyết nữa như là có thể hạ sốt này, giảm đau, giảm đau đầu, giảm đau người, vân vân. Và chính vì cái điều đó nên là chúng ta khi mà sử dụng sớm thì thay vì bệnh diễn biến từ 7 đến 10 ngày như thông thường thì bệnh chúng ta có thể cắt ngắn được rút ngắn được thì xuống khoảng 3 đến 5 ngày thôi. À, ngoài ra cũng phải nói đến yếu tố cơ địa nữa thì có những người có sức đề kháng tốt có những người có sức đề kháng yếu như tôi đã nói ở phần trên, tức là có những người mà sức đề kháng tốt thì bệnh nó cũng sẽ diễn ra ngắn hơn, còn những người mà có sức đề kháng yếu thì bệnh diễn biến nặng hơn và có nhiều biến chứng nặng hơn. Thực phẩm này không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vinh Gia VIA, hỗ trợ tăng đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc cúm, viêm họng, viêm phế quản, nghiên cứu bởi Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sản phẩm Vinh Gia via chứa 100% thảo mộc Việt Nam: Thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên, đinh hương, hoàng cầm, sai hồ, đông trùng hạ thảo có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm các biểu hiện sốt, ho, đờm, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản. Vinh Gia Dervia đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Khác với lần bị sốt xuất huyết cách đây 2 năm, lần này khi nghi ngờ mình bị mắc bệnh, chị Quỳnh đã chủ động sử dụng sớm sản phẩm tăng cường sức đề kháng và kháng virus từ thảo dược trong 3 ngày đầu nên tình trạng bệnh của chị cũng nhẹ và nhanh khỏi hơn. Khi tôi bị sốt cao, tôi nghi ngờ là mình bị sốt xuất huyết nên tôi đã dùng ngay rất may khi xét nghiệm thì kết quả dương tính với virus đen ở ngày thứ hai thì cơn sốt đã hạ còn 37,5 độ và cắt sốt từ ngày thứ ba tôi đã gần như không thấy bị sốt huyết và hồi phục khá là nhanh và tôi có thể đi làm lại vào ngày thứ tư trong khi đó bạn cùng cơ quan của tôi cũng bị sốt xuất huyết nhưng khá nặng phải điều trị cả tuần thậm chí 2 tuần mới đi làm lại được. Xin được cảm ơn những lời khuyên rất là hữu ích đến từ chuyên gia Vũ Văn Lực. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của chương trình Sống Vui ngày hôm nay đã kết thúc. Ngay từ bây giờ, nếu quý vị có thắc mắc thì hãy vui lòng gọi điện tới tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 55 88 89 hoặc số hotline 24 trên 7 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về hòm thư Sống Khỏe A Còng, bác sĩ tư vấn vn hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn vn để tìm hiểu thông tin chi tiết. Từ đây, một lần nữa cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.